Vâng, xin tổng chào toàn thể quý vị, anh em quan tâm và theo dõi clip của Vân Trường. Thì đầu clip mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em, chúc tất cả anh em thành công trong mọi lĩnh vực. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách mà phục hồi các loại mai bị yếu, mai không ra đọt non nhiều, mai suy, hoặc là tất cả các dòng mai mà gọi là không phát triển mạnh. Thì mình sẽ chia sẻ anh em cặn kẽ trong video này. Và khi anh em xem trong video này, thì hiện giờ anh em sẽ băn khoăn rất nhiều về vấn đề là liệu mình chia sẻ loại combo nào để phục hồi các mai tình trạng là mai lá me, mai suy, mai yếu. Thì chắc chắn anh em sẽ rất là nôn nóng xem thử là thật sự combo đó là gì. Thì để mà biết được cái combo thật sự mà phục hồi tất cả các loại mai, thì đầu tiên nhất mình xin chia sẻ với anh em thế này. Ở trên cây mai không có bất kỳ một loại thuốc gì hữu hiệu mà có thể khắc phục được các loại mai mà yếu này, mai suy này, mà không cần đến kỹ thuật nha anh em. Thì vì vậy, nếu như anh em nào mà quan tâm về combo mà để phục hồi các loại mai thì sẽ có thể là không cần xem thêm video này. Bởi vì video này, bộ combo này rất đơn giản, rất thường, ở đâu cũng có và cực kỳ là yếu luôn, nhưng vẫn có thể phục hồi được tất cả các loại mai suy. Bởi vì cái video này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm để mà phục hồi. Bởi vì trên thực tế anh em có bất kỳ một loại thuốc nào tốt, phân nào xịn, anh em có thể đi bất kỳ một loại phân gì. Thì trước tiên nhất thì mình xin hỏi tất cả anh em này, những anh em nào đang xem kênh này của mình, hoặc là bây giờ mới bắt đầu vô xem, thì anh em có để ý là những cái mai mà bị suy hoặc bị yếu hoặc lá me, anh em có thể dùng rất nhiều các loại phân này, thuốc kích dễ loại tốt này, đủ các nhãn hiệu trên cả nước này, nhưng anh em bón chưa chắc gì. Mình chỉ nói thật, nếu không có kinh nghiệm cũng chẳng bao giờ mà anh em phục hồi được cái cây mai từ cây mai yếu và trở thành một cây mai tốt lên được. Thì đây là chuyện không thể. Và nếu có thì chẳng qua là anh em ăn may thôi, được cây thôi. Chứ không thể nào được 10 cây phụ anh em phục hồi được cả 10 được. Tại sao các nhà vườn họ có thể phục hồi là tất cả các loại mai suy, yếu này, nhưng không phải là suy quá nha anh em, suy vừa vừa thôi, yếu vừa vừa thôi. Chỉ yếu mức độ mà nứt thân là coi như toang luôn, vứt luôn. Đó, thì tại sao mà họ có thể là áp dụng được và họ xử lý được, phục hồi được cây mai? Mình nói thật với anh em nhé, một cây mai tầm như thế này, nhận một năm nhận hoa, nhận bông, bao hoa, bao sống, bao rốt, bao sửa, bao uốn thế, mà chỉ có khoảng tầm 1 triệu trên một cây như thế này. Thì anh em tưởng tượng nếu như mà các nhà vườn hoặc như mình đi, mà mình sử dụng các loại thuốc kích dễ loại tốt, loại tốt nó khoảng tầm 400-500 ngàn chai, loại thường thường cũng 300 mấy. Thì mình xin hỏi mấy anh em là nếu như thuốc sâu, phân thì chơi toàn loại humic loại 100 mấy không, rồi loại 200, phân viên đủ các loại. Thì mình xin hỏi mấy anh em đó là làm gì còn đồng nào để mà chăm sóc cái mai nữa. Thì vậy, thì chính vì vậy cho nên là anh em phải hiểu là không phải, anh em phải xem cho kỹ, không phải là cái vấn đề người ta sử dụng loại thuốc kích dễ nào tốt và cái loại phân nào tốt để phục hồi các loại cây mai từ bình thường trở thành tốt, từ yếu trở thành bình thường và từ bình thường trở lên là tốt nhất. Đó là lý do chung mà mình muốn chia sẻ trong kỹ trong video này. Video này của mình thì sẽ chia sẻ anh em chủ yếu là phần kinh nghiệm để sử dụng các loại phân nào để phù hợp để phục hồi những cây mai trong giai đoạn nào. Từng giai đoạn một mình sẽ phục hồi từ từ, chứ không phải là ngày hôm nay nó xấu quá, ngày mai cái tự nhiên nó tụt lùm lên. Đó là chuyện không thể, chỉ có khoa học viễn tưởng mới có thôi. Còn trên thực tế là sẽ là con số 0. Thì rất nhiều anh em trên cả nước mình thì tiền là không có thiếu. Nhiều thì không dám nói chứ. Tiền mua chai thuốc đắt đỏ thì không thiếu. Anh em đổ rất nhiều loại. Road 2 này, N3M, Atonic này, rồi Super Thai này, rồi gì Việt Tiệp này, rồi thuốc của Đức này, thuốc của Pháp này, của Mỹ này, Tây Ban Nha này, đủ các loại thuốc. Nhưng mình xin cam đoan là những cái mai đó anh em 10 phục hồi 10 cây, may mắn lắm thì được một cây, còn 9 cây có khi còn chết luôn cả 9 cây đó. Thì chính vì lý do đó cho nên là mới có cái clip này. Thì đầu tiên nhất để mà phục hồi một cái mai bị suy yếu thì điều quan trọng trước tiên là anh em phải có kỹ thuật. Mà kỹ thuật thì ở đâu ra? Thì kỹ thuật nó sẽ có trong cái video này. Bởi vì có rất nhiều anh em thắc mắc hỏi mình là sao bác thấy bỏ thuốc đơn giản cái mai nó vẫn cứ tốt. Mình kêu việc quan trọng nhất là không phạm phân, phạm thuốc, cây mai từ từ nó tốt rồi. Không có nôn gì đấy. Chứ còn bây giờ cứ bón phân nhiều, tăng phân nhiều,
hàm lượng phân cao lên thì chắc chắn là cái mai anh em không những không tốt mà còn có khả năng là sẽ bị phạm phân phạm thuốc, từ từ cây đi về thế giới bên kia đấy, hoặc là gửi vô cái lò than của Vân Trường ấy, tốt. Trước tiên tức là cái này là nghĩa là mình chia sẻ về cái vấn đề kinh nghiệm là chủ yếu chứ không dùng đến chuyện thuốc men nhiều. Thì để mà phục hồi một cây mai, ví dụ như cái này, nó là đầu năm người ta gửi thì luôn luôn trong nhà vườn họ, khi họ gửi thì luôn luôn có những cây yếu, thì anh em phải hiểu là không phải cây nào giống cây nào. Và làm sao để cho nó phục hồi, nó được ra cây như thế này thì cần một thời gian rất là dài chứ không phải là tức tốc được. Cái quan trọng nhất là khi anh em phục hồi một cây mai là anh em phải biết chính xác là cây mai mình hiện đang bị gì, đang bị bệnh gì và cây đó là bị cái gì, thì anh em mới có thể phục hồi được. Chứ anh em không thể dùng bất kỳ một loại phân gì hay thuốc kinh dễ loại gì có thể phục hồi được cái cây mai anh em, từ cây mai suy hoặc mai lá me mà để có thể ra được cây mai tốt. Thì đấy là mình chuyện mình xin nói thật anh em là cam đoan anh em là không thể nha, trừ khi anh em có kinh nghiệm. Thì kinh nghiệm là làm như thế nào? Trước tiên nhất là đầu tiên thì khi mà anh em quan sát kỹ một cây mai của mình, mình sẽ ví dụ điển hình cho một cây mai là ví dụ cây cây nào nhé, cây đây đi, cây này đó. Hiện giờ trên thân cây là nó bị nấm hồng đây, nấm hồng. Thì trước tiên nhất muốn phục hồi được cây mai này thì dĩ nhiên là phải trị được cái bệnh nấm hồng trên cây mai. Chứ nếu không trị được cái nấm hồng trên cây mai thì anh em không thể nào mà phục hồi một cái cây mai mà từ thế này sang thế này được. Đó là cái vấn đề kinh nghiệm. Bây giờ mình sẽ nói sơ này, tất cả các loại mai thì các loại bệnh thì mình có giới thiệu về, chia sẻ rất nhiều clip là ở bệnh than thư, rỉ sắt, nấm hồng, bọ trĩ, nhện đỏ, rồi tuyến trùng rễ, rồi tức là mình đã chia sẻ anh em tất cả các loại bệnh trên cây mai ở trong tất cả các clip rồi. Thì vì vậy khi anh em quan sát kỹ trên một cái cây mai thì anh em sẽ kiểm tra dàn lá, ví dụ nó bị nấm hồng thì nó sẽ như thế nào đó. Và cách khắc phục như thế nào thì anh em phải kết hợp giữa cái bệnh nấm hồng và cái bệnh yếu lá. Thì thường cây bị suy nó có hai nguyên nhân chính, một là bộ rễ yếu, hai là cây bị bệnh. Thì nó chỉ chủ yếu là hai cái vấn đề thôi, mình phải hiểu cho kỹ là vì sao cây mình bị suy thì mình mới có thể là phục hồi được cái mai đó. Chứ còn bây giờ anh em chỉ có biết là bón phân rồi sau đó là anh em phun thuốc thì anh em sẽ không bao giờ biết chính xác được cây mai mình bị bệnh gì, để mà phục hồi tùy từng tình trạng, tùy từng lúc. Ví dụ cái cây mai mình là bị bọ trĩ đi thì anh em lại đi xử lý là nấm hồng thì sẽ là không bao giờ đạt kết quả. Vì vậy thì anh em phải tìm hiểu kỹ. Ví dụ cây mai này của mình là bị bọ trĩ tấn công, khi bọ trĩ tấn công trên lá mai thì cái bộ đọt mai nó sẽ không phát triển ra được, và khi nó không phát triển thì nó sẽ làm cho bộ rễ kém phát triển, bởi vì lá không quang hợp được, không có lá nhiều, lá không quang hợp được thì bộ rễ tơ của anh em sẽ bị tự hủy, nó bị cháy và chết đi rất nhiều. Trong khi đó thì anh em lại đi là tưới kích rễ liên tục ở dưới cái gốc để giúp cho cây mai phát triển, nhưng đấy là phương pháp sai, không đúng. Bởi vì thì hiện giờ nó đang bị bọ trĩ, anh em có thể là sử dụng bất kỳ một loại kích rễ gì, tốt mấy, xịn mấy, nhưng khi anh em đem đi mà tưới dưới gốc thì cây mai của anh em sẽ không bao giờ phát triển lên được, bởi vì là nó bị bọ trĩ ăn lá. Mà nếu như mà anh em xử lý dứt điểm cái bệnh bọ trĩ ăn lá rồi thì cây mai của anh em cũng vẫn bị suy. Bởi lý do tại sao? Trong cái quá trình cây mai nó phát triển, anh em phải tìm hiểu kỹ. Cái clip này phải cần học hỏi rất là nhiều. Đó, đây là hầu như là cả một kinh nghiệm có thể gọi là qua rất nhiều năm người ta mới đúc kết ra được. Đó là một lần là phải xử lý cả hai, chứ không thể xử lý một cái được. Thứ nhất là nếu như cây bị bọ trĩ mà anh em xử lý bộ rễ thì không hợp lý. Nhưng nếu mà anh em xử lý bọ trĩ thì lúc đó là trước khi mà bọ trĩ này, anh em tiêu diệt xong bọ trĩ thì cây mai của anh em cũng đã bị kiệt sức và dẫn đến tình trạng là bộ rễ kém, cho nên là cây mai của anh em cũng không thể phục hồi. Đó chính là cái lý do rất cơ bản để mà cây mai của anh em không bao giờ phục hồi được, vì lý do là anh em không đủ kinh nghiệm, là nằm ở chỗ đấy.
Bây giờ anh em chắc chắn là thắc mắc là thế sao mà nhiều người họ vẫn phục hồi được, nhưng đấy là chuyện rất hiếm, trừ khi những anh em nào có kinh nghiệm thì họ biết cái mai mình đang cần gì và cần bổ sung những gì. Đó. Thì cái clip này của mình chỉ mang tính chất là giúp anh em hiểu thêm về một cái số vấn đề liên quan đến là phục hồi một cái mai suy hay mai lá me, nó cần kết hợp giữa là phun thuốc và bón phân làm sao cho nó hài hòa, chứ không phải là anh em cứ đem đi bón lung tung thì sẽ không bao giờ phục hồi được. Rồi khi mà cây bị bệnh nấm hồng thì buộc lòng anh em phải xử lý rất nhiều loại thuốc. Ví dụ như nấm hồng thì anh em phải sử dụng là cọc 85 ví dụ, hoặc là Anvin, hoặc là Tin Super. Nhưng khi anh em phun quá nhiều thuốc bệnh trên một cái cây thì cái cây mai đó sẽ bị chai, cái lá mai sẽ bị chai và cái đọt mai đây này nó sẽ không phát triển nữa, nó sẽ bắn ra rất là yếu. Thì chính vì lý do nó bắn ra yếu như vậy thì cây mai của anh em, bộ rễ cây mai sẽ bị xuống sức, tức là bộ rễ hút nhựa nước lên này, dinh dưỡng lên nuôi thân cây và lá, nhưng mà lá nó phải quang hợp này, tạo nó luyện ra nhựa, nó nuôi ngược lại bộ rễ. Nhưng mà ngược lại đây là của anh em là chỉ chữa một trong hai thì sẽ khiến cho cái mai của anh em là không thể nào mà phục hồi được những cái mai lá suy, mai lá me. Chính như vậy cho nên nhiều anh em họ phục hồi được cái mai lá me đi thì anh em sẽ cho rằng chắc là bác ấy xài thuốc tốt hay là kinh nghiệm bác đấy cao. Trên thực tế do là kinh nghiệm không cần nhiều anh em, do quan trọng là anh em mình chưa hiểu kỹ về cái cây mai nào thôi. Theo nguyên lý của nó thì khi phục hồi một cái mai suy hay mai lá me, điều đầu tiên nhất để phục hồi đó chính là phải nhìn kỹ cái vấn đề mà cây mai mắc bệnh gì đó, ở cái lá mai mình có hiện tượng gì. Khi cây mai bị suy thì đại đa số là bộ rễ mai bị yếu là một, hai nữa là trên lá mai chắc chắn nó có nấm bệnh tấn công. Thì nó là nấm gì, hay là do bọ trĩ hay do nghẹn đỏ gây ra thì mình phải tìm hiểu cho chính xác để biết chính xác. Trừ khi nào anh em biết chính xác được ở cây mai mình mắc bệnh gì thì lúc đó anh em quay lại xem clip này của mình, anh em mới hiểu được là mình đang chia sẻ cái vấn đề gì. Chứ còn nãy giờ mình chia sẻ đây, rất nhiều anh em sẽ coi tới đây sẽ bảo là ông nói nãy giờ cả buổi trời mà tôi chẳng hiểu cái gì hết, bởi vì lý do là anh em không hiểu cái cây mai mình bị bệnh gì, cho nên là anh em không bao giờ mà phục hồi được cái mai suy anh em. Trừ khi nào anh em hiểu được cái lá mai bị bệnh gì, bộ rễ bị sao, thì khi đó anh em xem cái video này của mình thì anh em mới hiểu được té ra là nó như vậy. Đó, thì áp dụng thêm cái video này nữa của mình thì anh em có thể phục hồi được tất cả các loại mai suy, mai yếu, mai không phát triển, mai kém, rồi bộ rễ bị hư, rồi tuyến trùng. Thì khi đó anh em sẽ cảm thấy cái video này của mình chất lượng. Còn bây giờ nếu như anh em chỉ mới chơi mai, chưa am hiểu nhiều, khi anh em xem video này, anh em sẽ cho rằng là một cái video hết sức nhàm chán, chẳng hiểu cái lý do gì. Anh em coi kỹ, coi xong mà vẫn chẳng hiểu là mình đang chia sẻ cái quái gì. Đó, rất nhiều anh em sẽ thắc mắc như vậy trên cái mai. Thì đầu tiên nhất, bây giờ mình muốn chia sẻ thế này. Bây giờ mình sẽ tính cho anh em đó là bệnh cái mai này đi. Nó bị một loại bệnh gọi là thán thư. Đây, thán thư là như thế này. Đây nha anh em. Nhưng mà cây này thì mình phục hồi rồi cho nên là nó không tốt. Bệnh thán thư thì nó sẽ tấn công từ ngoài vô trong. Khi bệnh thán thư này thì anh em phải sử dụng, tức là cây mai có rất nhiều loại bệnh, nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ anh em là phục hồi một cây mai suy mà hiệu quả nha. Thì ví dụ như là nó bị bệnh thán thư thì anh em buộc lòng phải mua thuốc trị bệnh thán thư. Thuốc trị bệnh thán thư ở trên trên thị trường là bán rất nhiều loại trị bệnh thán thư, ví dụ như là cóc 85. Nhưng anh em phải hiểu là khi phun cóc 85 thì bộ lá mai của anh em sẽ bị sững, bị đứng lại, tức là nó sẽ dừng phát triển hoặc phát triển rất yếu. Chính vì vậy cho nên là mình cần phải điều tiết, điều dưỡng làm sao mà bộ lá có thể chữa nhưng rễ cây vẫn phát triển. Thì mình xin giới thiệu sơ với anh em một số, bất kỳ một loại thuốc gì đều có thể phục hồi được những cái bệnh này. Ví dụ như là anh em có thể sử dụng là nội thằng phân GAB cũng được. Chỉ cần dê phân GAB thôi, anh em vẫn có thể phục hồi được cây mai suy, cây mai yếu, cây mai kém phát triển. Đó là lý do từ đâu. Và đây chính là vô thành phần mà mình muốn chia sẻ anh em đây. Đó là trước tiên thì anh em phải xử lý bệnh và tăng sức đề kháng cho cây. Bởi vì một cái cây mà khi mà không có sức đề kháng thì anh em phun thuốc bệnh
hay thuốc bệnh hoặc là thuốc sâu quá liều. Bởi vì cây mai mình nó bị bệnh nặng anh em, thì cần phải xử lý thuốc rất nặng. Thì khi đó là cây mai mình sẽ bị đơ, điếc, không phát triển. Vì vậy cho nên là anh em buộc lòng là phải xử lý thêm là cái phương án là vừa bón phân cho cây, vừa bón phân cho cây và trong đó là lại vừa phun thuốc bệnh. Hai cái luôn luôn đi sáp la cà với nhau. Để làm gì? Để cho cây đủ sức để chống chọi với bệnh và chống chọi với cái thuốc bệnh. Nó giống như cơ thể con người mình, khi mình bị đau ốm thì cần phải là ăn được là thứ nhất, thứ hai là cần phải tiêm thuốc. Nếu như một trong hai cái anh em bị mất, ví dụ như là anh em ăn được nhưng tiêm thuốc thì anh em chịu không nổi, thì coi như là anh em chữa bệnh không khỏi. Hoặc giả là anh em tiêm thuốc được nhưng ăn không được thì chắc chắn con người mình sẽ bị suy kiệt và dẫn đến tình trạng là rất lâu phục hồi. Thì cái cây mai nó cũng có cái điểm chung, đó là khi anh em mà xử lý bệnh thì buộc lòng phải bón phân để giúp cho cái cây mai này làm gì? Để giúp cái cây mai đó nó có đủ sức để nó vực dậy. Thì cách thức bón phân như thế nào? Đây sẽ là kinh nghiệm để mà anh em tham khảo. Và cách thức phun thuốc bệnh như thế nào để anh em tham khảo? Cái đây mới là cái vấn đề chính. Thì khi mình sẽ nói sơ về một loại bệnh và sau đó là xử lý, thì anh em sẽ xử lý như vậy thì sau này cây mai của anh em khắc phục sẽ được. Nói tóm lại thì clip này mình chẳng hiểu đang nói gì, mình đã chia sẻ hết sức gọi là hiểu biết của mình. Hy vọng là có thể một số anh em sẽ coi video này sẽ hiểu và anh em sẽ để ý kỹ. Cái liều lượng bón phân cho những cây mai bị yếu, bị suy rất là khác, không giống như các liều lượng của cây mai khác. Một cây mai ví dụ như thế này mà bị suy, bình thường là anh em bón cho nó là khoảng tầm là, mình ví dụ 10 gram phân đáp trên một cây mai như thế này. Và chu kỳ bón phân của nó là khoảng tầm là cứ một tháng anh em bón một lần. Đó là những cây mai bình thường. Nhưng những cây mai bị bệnh, bị suy, bị lá me thì anh em bón theo phương pháp đó, cây mai của anh em sẽ không vực dậy được, mà thậm chí có thể là bị chết. Chính vì vậy cho nên là cách bón phân như là như sau. Đây là cái kinh nghiệm này là, nó tóm lại là mình học rất lâu và làm rất kỹ thì mới có thể chia sẻ anh em được cái đoạn này. Đó, cái kinh nghiệm đầu tiên khi bón phân cho những cây suy, anh em phải nên nhớ là khi mình phun thuốc áp dụng là ví dụ như cóc 85 hoặc Anvin thì cây nó sẽ bị đứng lá, đứng đọt, không phát triển. Khi cây không phát triển, bộ rễ sẽ không thể nào mà phát triển được, thì sẽ khiến cây mai của anh em khi phun thuốc vô sẽ bị cháy lá là một này, hai là chững này, thứ ba là bị lụi cây đi. Khi anh em phun thuốc, không anh em mới chơi anh em có thể đấy, khi anh em phun thuốc những cây yếu sẽ bị lụi đi, bởi vì là bộ rễ nó yếu, cây nó không đủ sức đề kháng, cho nên mình cần phải bón phân tăng tốc lót. Thì mình sẽ chia sẻ anh em một số cách hữu hiệu để bón phân như sau. Ví dụ như anh em bón GAB thì anh em pha cho mình là bình thường, ví dụ cây này đi, chính xác là cây này luôn nha, bởi vì mỗi cây mỗi khác cho nên mình chỉ chia sẻ anh em là cây bé thế này thôi, anh em dễ hiểu là cây thế này bình thường nó là ví dụ bón 10 gram trên một cây này và chu kỳ một tháng bón một lần. Thì trong quá trình tiến hành xử lý cây bị suy, cây bị lá me, anh em phải bón cho mình là chỉ khoảng tầm là 2 gram cho một cây này và pha ra nước đó. Và anh em có thể là kết hợp là dùng phân bón lá cũng được, phun lên lá, nhưng mà chỉ khoảng tầm 2 gram đến 3 gram. Nhưng chu kỳ bón phân cho nó là chỉ khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày sẽ phải bón một lần. Và anh em phải thực hiện đi thực hiện lại như vậy cho đến khi nào cái mai của anh em lá đẹp lên thì lúc đó sẽ dừng chiến thuật đó. Bởi vì tại sao phải bón dày liên tục như vậy? Bón dày liên tục như vậy để giúp cho cái mai anh em đủ sức chống chọi với cái bệnh và chống chọi với cái thuốc bệnh. Cái thuốc bệnh khi phun vào những cây yếu anh em, nó đứng, cây nó đứng cứng ngắc luôn, nó không phát triển luôn, chứ đừng nói là nó phát triển. Chính vì vậy cho nên là anh em phải bón phân liên tục và bón phân với liều lượng là bằng 1/4 hàm lượng bình thường hoặc 1/3 là nhiều, chứ không được bón nhiều hơn. Bón nhiều hơn thì anh em sẽ khó lòng mà phục hồi được các cây mai lá me hoặc cây mai bị suy. Có khả năng là anh em bón dày mà lại nhiều cộng thêm phun thuốc, cây mai của anh em có thể dẫn đến tình trạng là khô thân, rút cành, rút nhựa, rồi có khi là bị chết. Đó là trường hợp không ai mong muốn chuyện đấy xảy ra, nhưng mà nếu như cách áp dụng mà không chính xác thì sẽ bị như vậy đó. Còn các loại thuốc thì mình có chia sẻ rất là nhiều các loại thuốc rồi, ví dụ như
Bánh nấm hồng thì ăn Vin, các tin super đó, hầu như là loại thuốc nào đó, nó cũng trị được nấm hồng cả. Nói chung nấm hồng người ta xiêng, người ta phun tuần lần hoặc là 5 ngày một lần thì sẽ răng cái bệnh nấm hồng liền, nhưng với điều kiện là anh em phải bón phân làm sao cho cái mai anh em đủ sức. Thì quy luật của nó là cứ nếu như cây mai bị suy thì cứ một tuần anh em tưới kích rễ cho mình một lần nha anh em. Một tuần tưới kích rễ một lần và khoảng tầm 5 ngày đến 7 ngày anh em bón phân cho mình một lần. Bón phân các loại phân gì anh em yêu thích, chứ không nhất thiết là phải cái loại phân tốt phân giờ. Đại đa số những cây mai bị suy thì nó cần hàm lượng đạm rất là cao, thì anh em có thể bón là phân là 30-10-10, phân phun lá cũng được, nhưng hàm lượng đạm nó cần cao, nhưng mà không có nghĩa là anh em một lần sẽ tương quá nhiều. Anh em phải hiểu rõ cái clip mình đang nói nhé, chứ anh em cứ tương vô tội vạ là vô lý nhé. Nó giống như hôm vừa rồi mình có chia sẻ anh em là bón phân chuồng khoai mục, phân bò lên gốc mai nó rất là tốt. Vậy nhưng mà có người họ mới điện cho mình, đó là ông chia sẻ bón phân bò, sao tôi bón phân bò lên cây nó chết ngắt. Thì chết là đúng rồi, tốt nhất là những người mà chỉ có xem sơ hoặc là không am hiểu gì thì tốt nhất là không nên chơi mai. Đã chơi mai thì người ta tìm hiểu cho kỹ vào. Người ta khuyến cáo là một cây như thế này đấy, cao có 40, một cây này một lần bỏ có nửa chén cơm phân bò khoai mục để phơi khô đem đi bón. Một cây này ông chơi một xô sơn vào này, đừng nói là cái cây mai, bón vào cái cây lục vừng hoặc cây cỏ nó cũng chết. Chứ đừng tính đến chuyện là cây mai chi cho nó khổ. Bởi vì là anh em chơi phải hiểu là cái hàm lượng phân bón nó có giới hạn, chứ không thể nào mà anh em bón quá nhiều trên một cây mai. Mà bón vô tội vạ như vậy thì đâm ra nó chết là đúng rồi, chứ còn gì nữa. Gặp cái gốc mình không phải nói thật, cái gốc này hoành trăng tầm 60 này, tàn lá mới ra này. Anh em lấy một xô sơn phân bò đổ lên cho mình, trong vòng 5 ngày sau mà cây đó không chết này, nó kêu mình lên mình cõng cái đi. Bởi vì nó sẽ không chết ngay, nhưng mà nó sẽ bị cháy lá và một thời gian sẽ hư hết bộ rễ, dẫn đến thì tình trạng là cây mai của anh em bị chết bởi vì nặng phân quá anh em ạ. Mình thử hỏi anh em này, một cơ thể con người mình một lần là ăn có khoảng tầm 3 chén cơm, anh em ăn cho mình khoảng tầm 10 chén thì xem thử có chết ngắt không, chết đứng luôn chứ đừng nói chết ngắt. Vì vậy cho nên khi bón phân thì anh em phải hiểu rõ là cái cách thức bón phân làm sao cho nó phù hợp. Và sau đây là mình sẽ chia sẻ anh em một cái loại phân mà để có thể là dưỡng các loại cây mai của anh em bị suy hoặc lá me có thể đạt hiệu quả cao nhất nha anh em. Bởi vì theo như cách của mình chia sẻ thì rất nhiều, nhưng nếu sử dụng phân nó hóa học NPK thì mình sợ là anh em sử dụng vô tội vạ có thể dẫn đến là tình trạng là chết cây mai. Cho nên là mình sẽ chia sẻ anh em phân đây. Thì cái phân đây thì mình đã chia sẻ anh em rồi, chứ cũng không phải là chưa chia sẻ nha anh em, nhưng mà mình sẽ chia sẻ lại lần nữa để anh em hiểu. Và cách này anh em có thể áp dụng luôn và ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Thì đây chính là cách mình muốn chia sẻ anh em đây. Anh em lấy cho mình, hôm trước mình chia sẻ rồi, nhưng mà không biết anh em áp dụng thế nào. Mình thì bây giờ hôm nay mình xin phép chia sẻ lại. Loại này là để cho là tránh cái tình trạng phạm phân của anh em đi đó, nó dẫn đến là cái dễ phục hồi các loại cây hơn. Thì anh em lấy cho mình 1 kg phân bò khoai mục ngâm mơ chi cô đạt ma, tức là ủ mơ chi cô đạt ma càng tốt, hai loại thôi. Em ngâm cho mình là 20 lít nước nha anh em. Sau đó là anh em lấy ngâm cái này từ 2 ngày trở lên hãng dùng nha anh em, chứ mới ngâm mà dùng thì nó không đạt hiệu quả nha. Thì anh em lấy cho mình 20cc hoặc 30cc nha, 30cc cũng được đó, hoặc 20cc, từ 20 đến 30 cho những cây suy yếu là anh em pha cho 1 lít nước thì là phun toàn bộ lên mặt lá mai này, phun toàn bộ lên lá mai, thân mai, cây mai, nói tóm lại chỗ nào cũng phun hết, phun để cho cây nó thay cho phân bón lá thôi nha. Thì cái loại đấy mình xin nói thật anh em là nếu như loại phân bón lá thông thường sẽ không chịu nổi cái dòng vừa rồi mình vừa chia sẻ anh em đâu. Thì đó là anh em phun lên tán lá, sau đó là anh em có thể sử dụng là 1 lít nước đó pha cho 4 lít đến 5 lít nước bình thường và tưới gốc cho những cây mai bị suy yếu hoặc những cây mai nào chậm phát triển. Đó, thì là cách như vậy ạ. Thì cứ một tuần anh em làm như vậy một lần, cứ một tuần phun một lần và tưới một lần, sau khi phun xong kết hợp tưới luôn vẫn được. Đó là mình chia sẻ anh em để dễ hiểu. Sau khi anh em phun xong thì kết hợp tưới luôn lên gốc cây để bộ cây ăn lấy sức. Xong sau đó là anh em kiểm tra dàn lá, ví dụ là bị nhện đỏ hay bọ trĩ hay rỉ sắt thì lúc đó anh em sẽ kết hợp là phun
thuốc trị bệnh nhện đỏ hay bọ trĩ. Nhưng anh em phải để ý kỹ cho mình nhé, là các loại thuốc thì không nên pha chung với cái phân mình vừa có chia sẻ, bởi vì thuốc ngày nay nó không giống ngày xưa phun lá trá là nó cháy không còn cái lá mai đó. Và phun thuốc thì khi anh em phun thuốc lên phun vào chiều mát, và sáng ra thì lên rửa sơ lại một ít nước, bởi vì cây mai mình nó yếu, không phải cây mai mình mạnh là cây tốt cây mạnh. Vì khi những cây mai yếu á thì là cái sức đề kháng nó rất là kém. Chính vì sức đề kháng nó kém mà anh em làm theo cái nồng độ của những cái cây khỏe thì chắc chắn là cây mai của anh em sẽ khó lòng mà phục hồi lên được. Vì vậy cho nên là chu kỳ phục hồi một cây mai từ mai lá me hoặc mai suy mà để phục hồi ra một cây mai tốt trở lại bình thường thì nó cần một thời gian rất dài, có thể là 1 tháng và có thể là 2 tháng. Không nhất thiết là anh em sử dụng loại thuốc tốt nhất, không cần anh em sử dụng loại thuốc cực kỳ xịn, nhưng chỉ cần anh em làm đúng kỹ thuật thì tất cả những cây mai suy yếu đều phục hồi hết sức đơn giản trong tầm tay của anh em, chứ không có gì gọi là tài ba hay tài giỏi gì đâu. Tại sao mà người ta phục hồi được mà mình thì lại không phục hồi được? Anh em có bây giờ nghĩ cái vấn đề đó chưa? Người ta chỉ hơn mình một xíu kinh nghiệm thế thôi, chứ thật ra thì cũng chẳng hơn gì đâu. Về thuốc men á, thì chưa biết là ai hơn ai. Thuốc men thì anh em mua toàn loại tốt, còn người ta thì mua lại toàn loại xì cút, loại dốm. Thì cái clip này mình nói thật với anh em là mình chém gió hơi dài, nói hơi dai, nhưng mà chỉ có anh em nào á, thật sự mà thích chơi mai, am hiểu và muốn am hiểu thì mới xem mấy video này của mình, mới cảm thấy là mình chia sẻ có cái gì đó nó hợp lý với anh em, chứ không phải là mình cứ chia sẻ anh em đó là combo này này, thuốc thì dễ, ví dụ như là quả Đức này, cộng phần bón lá của Pháp này, rồi cộng phần bón gốc của Tây Ban Nha này, rồi anh em phun vô là cây mai anh em từ lá mè chuyển sang lá lớn. Chuyện đấy không bao giờ có nha anh em. Nếu như mà chuyện đấy mà có thì trên thực tế các nhà vườn mai họ nghỉ rồi, chẳng ai chăm sóc mai nữa đâu. Bởi vì anh em ở nhà chăm sóc được cần gì mà mang tới cho người ta chăm sóc làm cái gì. Đó, người ta hơn các anh em một chỗ là người ta hơn cái kinh nghiệm, chứ không hề người ta hơn anh em cái điểm mà phân người ta tốt hơn anh em, không có đâu. Người ta hơn anh em cái chỗ kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm mới là cái vấn đề. Cái kinh nghiệm khi phục hồi một cây mai thì anh em đừng bao giờ nôn nóng. Anh em có thể áp dụng cái phương pháp vừa rồi, đó là phân bò ủ mới chi cô đạt ma đó, sẽ đem ngâm nước phun cho cây, những cây yếu thì rất là hợp lý. Hay hơn là anh em phun đáp, hoặc là anh em phun 30-10-10, hoặc phân bón lá, bởi phân bón lá là phân hóa học. Phân bón lá là phân hóa học, rất có khả năng là anh em bị phạm phân. Trong quá trình xử lý một cây mai bị suy trở thành một cây mai bình thường, cần tốn rất nhiều thời gian và tiền của. Trong khi đó anh em chỉ cần phạm phân một lần một thì coi như là cái dàn mai, cây mai của anh em không thể phục hồi lại. Mà không phục hồi lại thì anh em phải làm lại từ đầu, thì rất là khó khổ. Vì vậy mình sẽ chia sẻ cho anh em sử dụng cái phân bò hoai mục đó, thì nó sẽ khó có thể mà nó bị phạm thuốc, phạm phân. Thì cách đấy thì có thể áp dụng được tất cả trên tất cả các loại cây mai, nhưng mà còn tùy thuộc vào anh em hiểu được bao nhiêu về cái clip này của mình thì anh em mới có thể là phục hồi được chính xác nha anh em. Còn thật ra thì anh em sẽ thắc mắc tại sao mình lại chia sẻ rất là kỹ về cái clip phục hồi này, bởi vì mình không muốn là cây mai của anh em thì nói chung thì mình đừng đã chia sẻ thì mình phải chia sẻ cho nó nhiệt tình, chứ còn chia sẻ tào lao thôi bãi cha, chia sẻ lên làm gì anh em trồng về chết ngắt cái cây chửi mình nữa mất công đó. Nhưng mà mình xin khuyên cáo kỹ nha, anh em nào muốn phục hồi hoặc là chăm sóc mai thì nhớ để ý kỹ nha mình nha. Cách đi phân của mình là như vậy nha, mình xin nhắc lại một lần nữa, chứ để anh em làm sai anh em lại đổi thừa mình nhé. 1 ký phân bò khô ủ nguyên chi cô đà ma, cái phân bò khô đây này, đây chờ anh tí, đây mình đang đi bón này, đây 1 ký ủ nguyên chi cô đà ma, xong sau đó là anh em ngâm ra nước cho mình là khoảng tầm 2 ngày đổ lên, càng lâu càng tốt, 10 ngày cũng được không sao hết. Sau đó 1 tháng cũng được, tức là anh em ngâm càng lâu càng không sao. Đó. Là anh em cứ lấy 1 ký này, ngâm cho 20 lít nước, sau đó lấy 20cc hoặc 30cc, pha cho 1 lít nước, phun lên toàn bộ lá cây, cứ 1 tuần tiến hành như vậy 1 lần. Đó. Là cái điều phân này thì sẽ không bị phạm phân.
phục hồi các cây mai suy thì sợ nhất đó là vấn đề là bị tạo phân nha anh em. Tạo phân thì coi như là cuộc chơi kết thúc đó, là thứ đầu tiên. Thứ hai nữa là anh em có thể lấy 1 lít nước đó pha cho khoảng tầm 4 đến 5 lít nước bình thường của mình, 5 lít nước bình thường của mình dùng là trong quá trình là khi anh em phun hết lên toàn bộ dàn lá thì anh em có thể là pha nước như vậy để tưới gốc. Tại sao mình không pha như vậy mình phun lên lá? Bởi vì là cái thời tiết nhiều khi nó khắc nghiệt, pha như vậy và phun lên lá rất đậm. Khi mà phân nó dính trên lá này, nó dính trên lá này mà nó gặp mà thời tiết quá đậm như vậy hoặc nó quá nắng nóng, nó khiến cho cái bộ lá mai anh em bị cháy. Mà bị cháy thì coi như là phạm phân, là toang, thành thử sẽ không phục hồi được. Xong rồi cộng thêm cái quá trình là phun thuốc bệnh. Thì ví dụ như cây này nó bị, ngày mai anh em phun đồng đúng không? À, cóc 85 đúng không? Thì hôm nay anh em phun phân trước, xong ngày mai anh em phun cóc 85. Và đến một tuần sau thì anh em lại phun phân trước, xong lại phun cóc 85. Thì anh em làm như vậy, chỉ sau khoảng tầm 2 tháng thì những cây nào bị yếu sơ sơ á, nó sẽ phục hồi lại bình thường. Còn những cây nào mà nó yếu quá thì cần thời gian mất khoảng tầm 3-4 tháng như cây này của mình. Thì anh em biết hôm trước nó là cây suy gần chết đây này. Đó, nhưng mà sau quá trình mình phục hồi một thời gian, cây này chắc cứ 2-3 tháng thì mình không nhớ. Thì bây giờ đọt non, tược non đang đi rầm rầm. Hiện tượng trên cây này nó vẫn đang bị bệnh, đó là vàng lá nổi gân xanh. Đây này. Nhưng mà do là mình không phục hồi nữa, bởi vì là mình cỡ này được rồi, rồi từ từ nó tốt lần. Rồi mình cứ áp dụng theo cái phương pháp đấy thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng trên thực tế thì thời gian mình có giới hạn, cho nên là mình không thể áp dụng từng cây được. Nhưng anh em chơi ít thì có thể áp dụng từng cây. Còn đại đa số là mình chăm sóc theo cái kiểu là công nghệ đại trà. Vì vậy nên là tỷ lệ mà phục hồi của mình sẽ lâu hơn của anh em rất là nhiều. Và nếu như anh em áp dụng chính xác, và cộng thêm là mình phải để ý này, khi anh em để ý này, khi anh em mà chăm sóc cây mai thì anh em phải để ý là khi cái đọt non mới ra mà nó đẹp hơn đọt trước thì nghĩa là cây mai đó đang phục hồi theo cái hướng chuẩn anh em. Tức là cái lá cũ của nó là bị bệnh hay không không biết. Đây, cái lá cũ bị bệnh hay không không biết. Nhưng khi ra cái lá mới nhìn cái màu đẹp hơn, tươi hơn và sáng hơn thì nghĩa là cái nước đi của anh em đang đúng bài. Thì anh em cứ chăm sóc theo cái nước đó, cái cách đó. Thì một thời gian sau thì cây mai anh em sẽ phục hồi lại bình thường nha anh em. Và clip của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Một cái clip rất dài, rất dài và rất khó hiểu. Mình xin nói thật mấy anh em, chứ nếu mà anh em xem cái clip này xong mà có thể hiểu ngay được thì tương đương là trình độ của anh em ngang ngửa với mình đó. Chính vì vậy cho nên là anh em phải cần phải coi nhiều lần là một, hai phải áp dụng nhiều lần trên cây mai, anh em phải thực hành vài lần. Thì nếu như mà anh em nào kiên trì thì chỉ sau khoảng tầm 2 đến 3 lần phục hồi những cây mai mà lá me hoặc mai suy yếu, mai không đâm được mà anh em phục hồi theo cái cách của mình mà có thể thành công, thì lúc đó thì coi như kiểu anh em mình đều có thể một trình độ ngang ngửa nhau. Và tóm lại thì mình sẽ không bao giờ bằng được các nhà vườn, nhưng ít ra nhất cũng đủ sức để chăm được một cây mai nói chung là tà tà có hoa chơi Tết nha anh em, chứ không đến mức độ mà chăm 10 cây chết 9 nha. Và clip của mình xin phép tạm dừng. Chúc toàn thể quý vị anh em xem clip có thể hiểu thêm về mình, cũng giống như là hiểu thêm về cách thức chăm sóc mai làm sao để cho có những cái mai đạt nhất và thành tựu cao nhất. Clip rất là khó, vì vậy rất mong anh em xem cho kỹ.